đi biển nhớ tới đem gọi về. Em hả con? Nè em đi ngoài biển sao mới đi đó làm sao? À, biển sông xô bờ cát bà vàng. Ủa gì vậy? Hát gì vậy? Rồi đúng rồi. Rồi đúng rồi. Hát cái gì đi, hát cái gì đi. Biển. Nhắc đi, nhắc đi. Đồng đội mà. Biển không? Nhắc đi, đồng đội mà. Nhắc không? Không có nhảy. Trời ơi, Rít ơi. Không biết anh ơi, tự nhiên hỏi sóng biển. Em đã banh mà tự nhiên. À, đi 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 đi, đi câu cá. Câu cá thôi, câu cá đi, thôi. Đi đi đi. Cái gì đi mình kia rồi sao? Em đi à. Em đi à. Đi đồng đội tôi. Đi luôn. Đi. Ủa đồng đội ơi. Trời ơi, hai đứa mình chơi giỡn quá. Trời ơi, trời, mình mất hai người rồi. Á? Trời ơi, hai con vô dụng. Chán chơi nha anh. Ok. Chạy chồng về hết cho anh đó. Tức quá, tức quá. Rồi, bây giờ câu hỏi tiếp theo nha. Rầu ghê. Hãy liệt kê tên các ca sĩ nữ Việt Nam. Trời ơi, nó quá dễ luôn á. Đúng rồi. Ông Ngọc. Ơi, bồ. Bích Phương. Lệ Quyên. À, Tà Linh. Chu Quỳnh Anh. À, nhà, nhà, à, cô Lệ Thủy. Ca sĩ nữ. 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 Chị anh hại anh luôn đấy. Tốn bị lại bị tốn đang cầm trên tay. Trời ơi. Cho anh Tuấn. Cái này kiểu thứ bị loại. Hay quá Lâm ơi. Trời ơi. Hola Lâm ơi. Hola Lâm ơi. Hola. Hãy kể tên các loài cá bắt đầu. Trời ơi. Trời ơi, thổi trường luôn. Cá sen. Cá bả trầu. Cá lưỡi trâu. Cá heo. Cá bà sa. Cá đuối. Cá bảy trầu. Cá bảy trầu. Cá đù. Cá bảy trầu. Nó lại trầu nào đó. Cá chiên chiên. Cá chiên chiên. Cá chiên chiên. Cá đù. Cá chiên chiên và cá đù cá. Không được. Cá mè, cá đù. Cang. Cá đuôi. Cá quả. Cá cu. Cá cu cá. Cá đu rồi, cá đu rồi. Cá đu rồi, cá đu rồi. Cá đu rồi. Cá cu. Cá cá chẽm. Cá chẽm. Cá chẽm. Cá hương. Cá chẽm. Cá hương. Cá mập. Cá mập. Cá mập rồi. Cá mập rồi. Ủa, cá heo. Cá heo. Cá lưỡi kiếm. Cá lưỡi kiếm. Cá lưỡi kiếm. Cá thù. Cá dòi sát thủ. Cá mập búa. Cá dòi lưỡi búa. Cá dòi lưỡi búa. Rồi 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 em. Hiếu bị loại luôn mới đúng. Em Hiếu lại ở bên đây lười búa. Cá heo rồi. Cá heo rồi. Lười búa nào? Hiếu bị loại á. Sao vậy? Tại vì cá heo rồi. Cá lưỡi trâu. Cá heo. Cá heo. Cá heo. Trời ơi. Trời ơi. Về đây đi. Nghiệp đó em ơi. Nghiệp đó. Vô đây. Còn có mình thằng Lâm thôi, bây giờ mình diệt Lâm nên là mình được một là 2 điểm, hai là 3 điểm rồi. Có nhận câu hỏi nằm ở vị trí đúng nào rồi sao mà diệt. Lo quá. Chuẩn bị nha. Câu hỏi của chúng ta liệt kê tên các món đồ mình sẽ đem theo khi đi du lịch biển. Cái gì vậy? Du lịch biển hả? Du lịch biển. Nhiều lắm. Đi anh. Nhiều lắm mà tôi có 3 đáp án thôi. Tôi phải cho nó bự lên xíu. Tại cái 3 đáp án mà mấy người nói hết tôi sẽ thua, hiểu không? Không thì em để cho nó bự chành hoành luôn đi. Để em chành hoành luôn. Nhưng mà em phải canh sao chứ em đưa đó đưa tới anh nó nổ á. À vậy là anh em mình là đầu đuôi. Ừ. Nên đây. À, kem chống nắng. À, áo phao. Tiền. Bikini. Quần lót. Quần lót rồi. Quần lót là bikini. Bikini. Bikini là quần lót. Khác mà. Khác mà. Khác. Khác. Nè. Em trả lời đi. Khăn tắm. À keo, keo làm tóc. Kem dưỡng không? Ủa, đi biển khô lắm. Kính chống nắng. Kính bơi. Giày chạy bộ. Áo phao. Rồi. Áo phao rồi. Áo phao rồi. Áo phao rồi. À quần phao. Quần phao. Quần phao là cái gì? Con hạt để bỏ thả phao thôi. Anh theo anh hả? À, mình đưa mình lẹ đi. Ok anh. Ok anh. À dép, dép mang. Dép mang phòng. Rồi tôi quên tôi nói cái gì luôn rồi. Cái gì ta? À máy sấy tóc. À đồ cạo lử. À đồ cạo lử.
cái gì? Tự nhiên lỗi 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 căn cước công dân gì đây đây rồi đây đi biển hoang em đi biển hoang em phải mang cái giờ thì thân rồi giờ thân rồi kính lặn cái gì kính lặn khác rồi ra kính lặn khác bơi máy quay phim máy chụp hình rơi tay thuốc ngủ giữ môi quanh đuôi thuốc thang thuốc thang thuốc thang Thuốc thang. Cố lên tỷ ơi. Chúng ta vẫn là liệt kê nhưng mà liệt kê theo trí nhớ. Wow, khó. Ví dụ như là con vật, ví dụ như bò tôm mực. Hiểu hiểu, nói thêm vô. Hiểu. Xem lo cho anh Lâm qua. Đầu thuốc mê không mà giờ chiều rồi chơi cái này nữa. Rồi chuẩn bị nha. Bây giờ chúng ta sẽ liệt kê con vật một chữ thôi. Bắt đầu. Để đi. Chó. Sẽ chữ chó. Sẽ chữ chó. Châu. Chả là chó đâu. Dạ. Chó đâu. À chó, châu. Loại mà sao loại sao. Anh sang. Không. Tới gian là phải chó, chó trâu cá. Anh là chó trâu. Chó trâu cá vịt. Chó trâu cá vịt gà. Chó trâu cá vịt gà. Voi. Rồi. Voi. Chó trâu cá vịt gà voi. Sai. Đúng rồi. Chó trâu cá vịt gà voi mèo. Sai. Chó trâu cá vịt gà voi mèo rắn. Chưa. Đúng rồi. Voi xong tới bạn này nói với con bạn này nữa. Voi là của anh rồi, bạn này nói chơi sau voi bạn này phải nói thêm một con nữa mà. Đúng rồi. Cái này em hiểu. Em lại. Thôi bị lại đi, lại. Rồi. Em nhắc. Ví dụ anh nói là chó, trâu, cá, vịt, gà, voi. Thêm một con, thiếu một con. Thì em bị thiếu một con. Đúng rồi. Rồi. Em chỉ mới kể tên thôi, em chưa kể tên thôi. Liệt kê đi ơi, cái này khó quá. Chết rồi, vậy là đều rồi, ba. Đều. Trời ơi, tôi mới định nói là chia điểm, tụi em chia điểm. Chứ áp lực quá chịu không nổi, cho tụi tôi chia điểm đi. Hả? Anh bên kia đi, đổi đi về ok hơn. Đứng giữa là tiếp tay khách. Thôi, mệt lắm. Em bị mệt quá. Chị ơi, phòng giữa tiếp khách nhiều quá. Em không có phòng giữa đâu, em bị mệt. Đây nè, chuyền qua nè, đây chuyền qua chuyền. Đây chuyền qua chuyền. Nhiều cái ít bị. Ai ra đầu tiên, chọn đầu tiên. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, hi. Trời ơi, rồi tao giữa chắc rồi. Đúng rồi. Trời ơi, ngon quá trời. Rồi thôi. Này rồi. Anh đi trước nha hai em. Rồi. Bây giờ hãy kể tên, hãy liệt kê các loài hoa. Hoa lan. Huệ. Hoa lan. Huệ. Dâm đục. Cúc. Cẩm chướng. 10 giờ. Mắc cỡ. Thôi, suy nghĩ. Lavender. Phượng. Tết đi. Mai. Chương thủy. Đào. Hết luôn. Sứ. Hết luôn rồi. Bông dừa cạn. Bông gà. Thôi chắc thù thù. Điệp đấy, đấy. Nhịt lên. Cứt lợn. Cẩm chướng. Cẩm chướng rồi. Chưa. Rồi ta báo. Cẩm hồng. Cẩm hồng là gì? Báo là gì? Hoa phát tài. Đúng rồi. Mười giờ rồi. Trời ơi, về cháu. Cố lên chú ơi. Mười giờ đổ cái đùng.
10 giờ vô cho thường. 4 giờ sao 10 giờ nấu? Thì đó. Tôi với bạn chơi, tôi chơi xác số với bạn một cái. Tôi đợi nó căng thì căng. Bạn tôi đưa bạn mà bạn nổ là bạn thua, còn bạn đưa tôi nổ là tôi thua. Chứ giờ chơi mà nhỏ nhỏ là tôi chơi không lại bạn đâu. Hãy liệt kê tên các loài chim. Dạ. Phải vậy thôi bạn, thông cảm cho tôi bạn ơi. Tôi phải chơi bạn vậy hả? Phải, tôi phải bạn. Cái nào nó chưa đến qua kia là nổ. Tôi cái miệng hơi lắm, trung đội đó, trung đội đó. Để cái đùng này nha. Tranh lực tỷ ơi. Có chừng đó, nổ đó anh ơi. Chưa, chưa. Nổ rồi đó. Nổ á. Chuẩn bị nổ rồi lần ơi. Tự nhiên cái bành luôn mắt cười chết. Nổ lần ơi. Kết. Cánh cuộc. Trời chết tao bù câu. Ủa sao anh cầm không vậy? Họa mi, họa mi. Chim mía. Sao không đưa cho? Đúng rồi, còn cầm không ra. Ờ, đại bàng. Đà điểu. Ồ. À, Thiên Nga. Thiên Nga phải chim không? À, Thiên Nga. Rồi bây giờ là lúc để các đội báo điểm cho chúng ta ha. Đội về ba là đội Yến Sào. Yến Sào qua đây sao? Tân, qua đây cưng. Đội thuần lùa mà mãi không được hóa rồng đó. Rồi Yến Sào lên đây trước luôn. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hề hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.